Sau đây là phần 2 của bản tin trong nước. Thưa quý vị, theo khảo sát của nhà tư vấn nhân sự trung cao cấp Erico Việt Nam công bố hôm 3 tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu nhân lực trên nền kinh tế Việt Nam năm nay và cả những năm tới là khá ổn định. Nhưng hiện lượng nhân sự đủ chuẩn của nhà tuyển dụng vẫn còn quá thấp. Cá biệt như ngành tài chính, nguồn nhân lực có thể đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng chỉ chiếm 1/4 tổng nguồn cung. Đó là lý do vì sao nhà tuyển dụng thì nói khó tìm người, còn người lao động thì nói khó tìm việc. Theo Adecco Việt Nam năm 2014, năm lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao nhất năm 2014 là tài chính, bán hàng, kỹ sư, IT và nhân sự. Tuy nhiên, khoảng cách giữa cung và cầu là khá lớn. Cụ thể như lĩnh vực tài chính chỉ có 9,33% nguồn cung đủ chuẩn cho nhu cầu lên đến 35%. Cũng theo Adecco Việt Nam, có đến 62% các công ty tại Việt Nam thấy khó khăn trong tuyển dụng nhân sự đúng với vị trí đang cần. Nhưng con số này tại Ấn Độ là 68% và Singapore chỉ là 8%. Adecco cũng cảnh báo áp lực cho lao động trong nước khi cộng đồng kinh tế chung AEC có hiệu lực, đặc biệt ở các ngành nghề như bác sĩ, y tá, giáo viên, kỹ sư công nghệ thông tin. Tuy nhiên, Adecco cũng cho rằng nếu nói năng lực lao động Việt Nam thua kém khu vực thì cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Rất khó để so sánh năng lực lao động Việt Nam và lao động ở các nước trong khu vực Đông Nam Á, bởi vì Việt Nam mới chỉ là thị trường biên, trong khi một số nước đã thực sự là thị trường mới nổi hoặc đã là thị trường phát triển hơn. Tuy nhiên, nếu nhân lực Việt Nam biết cần làm gì, học thêm những gì, thì đó là cơ hội để Việt Nam có thể hình thành đội ngũ nhân lực có chất lượng. Còn năm nay, theo dự báo của Adecco, thị trường lao động Việt Nam sẽ không tăng trưởng nhiều về mức lương, chỉ khoảng 5-8% so với năm ngoái. Cá biệt mới có mức tăng từ 8-10% cho những nhân sự có hiệu quả công việc cao. Những con số từ Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, Việt Nam cũng đang đối mặt với những khó khăn trong giải quyết công ăn chuyện làm cho người lao động, dù đã qua đào tạo nhưng chưa đủ năng lực như doanh nghiệp mong muốn, khi năm ngoái có đến 17% số người thất nghiệp là lao động đã tốt nghiệp đại học. Thưa quý vị, theo thông tin từ Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, việc thương mại hóa giống cây trồng biến đổi gen trong nước có thể thực hiện sớm nhất vào cuối năm nay. Viện Di truyền Nông nghiệp cho biết Việt Nam sẽ tiến hành công nhận giống cây trồng biến đổi gen sớm nhất, việc thương mại hóa có thể xảy ra vào cuối năm nay. Theo Cơ quan Dịch vụ Quốc tế về khuyến khích ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp ISAAA, phân tích tổng hợp toàn cầu về tác động của cây trồng biến đổi gen hay còn gọi là cây trồng công nghệ sinh học trong 20 năm, từ năm 1995 đến năm 2014 cho thấy, cây trồng công nghệ sinh học giúp tăng 22% sản lượng, giảm 37% sử dụng thuốc trừ sâu, nhờ đó tăng 68% lợi nhuận cho nông dân. Năm 2014 là năm thứ 19 cây trồng công nghệ sinh học được đưa ra thương mại hóa thành công. Cây trồng công nghệ sinh học được canh tác tại 28 nước với tổng diện tích đạt 181,5 triệu hectare, gấp hơn 100 lần so với năm đầu tiên được trồng. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang cân nhắc khả năng bổ sung một số loại cước vận tải vào danh mục các dịch vụ kê khai giá, mục đích là nhằm kiểm soát hiệu quả hơn việc giảm giá cước vận tải phù hợp với biến động giá xăng dầu. Theo đánh giá tổng kết của các đơn vị chức năng ngày 3 tháng 2, một số doanh nghiệp vận tải đã chủ động giảm giá cước vận tải đến lần thứ 3 sau khi giá xăng liên tục giảm trong những tháng qua. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn cố tình trì hoãn. Cũng trong ngày 3 tháng 2, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành 3 văn bản yêu cầu các địa phương quản lý tình trạng này. Đồng thời, trong các văn bản, Bộ Tài chính cũng đề nghị cân nhắc bổ sung một số loại giá cước vận tải khác vào danh mục dịch vụ kê khai giá để nhà nước dễ quản lý. Trong đó bao gồm một số loại hình vận tải như vận tải hàng hóa container, vận tải đường thủy, vận tải thủy bộ, vận tải theo hình thức hợp đồng, được các địa phương xem xét bổ sung vào danh mục kê khai giá tại địa phương theo quy định hiện hành. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án đầu tư phát triển giao thông xanh thành phố. Đây là dự án xây dựng tuyến xe buýt nhanh hay còn gọi là BRT đầu tiên tại thành phố dọc theo đại lộ Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ. BRT là loại xe buýt nhanh có công suất chở lớn hơn xe buýt thông thường và chạy trên làn đường riêng. Tuyến xe buýt nhanh đầu tiên tại thành phố sẽ chạy dọc theo đại lộ Võ Văn Kiệt và Mai Chí Thọ đi qua các quận 1, 2, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh. Theo đó, thành phố cũng sẽ cải tạo và bố trí hai làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT nằm sát giải phân cách trung tâm phần làn đường cơ giới hiện tại của hai đại lộ. Đồng thời, cũng trong nội dung đề án giao thông xanh, cũng bao gồm xây dựng mới các cầu bộ hành và cầu vượt kênh để phục vụ hành khách tiếp cận trạm dừng, cải tạo cầu bộ hành hiện hữu khu vực đi bộ xung quanh trạm dừng, xây dựng các bãi đậu xe cá nhân gần các trạm dừng.
Trước đó, dự án đã được Ngân hàng Thế giới đồng ý hỗ trợ nguồn vốn ODA để có thể triển khai. Thưa quý vị, mặc dù thị trường hoa trong nước hiện nay vô cùng phong phú, nhưng nhiều người vẫn có thói quen săn lùng các loại hoa độc mới lạ nhập khẩu để chơi trong dịp Tết. Do đó, Tết đến xuân về, không chỉ làng hoa, chợ hoa nhộn nhịp mà các phố hoa ngoại nhập tại thành phố Hồ Chí Minh cũng sôi động không kém. Với giới chơi hoa ngoại nhập, đường Thành Thái, thành phố Hồ Chí Minh là địa chỉ không thể bỏ qua. Chúng tôi ghé con đường này vào thời điểm chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán. Không khí mua bán tại đây đã bắt đầu nhộn nhịp. Đường Thành Thái trước đây nổi tiếng là nơi phân phối các loại hoa sa đéc của Đồng Tháp. Tuy nhiên, để phong phú thêm sự lựa chọn cho người chơi hoa, các chủ cửa hàng ở đây nhập thêm nhiều loại hoa, cây cảnh mới về. Hoa nhập được người chơi ưa chuộng, dần dà nhiều cửa hàng chuyển hẳn sang kinh doanh hoa nhập ngoại. Loại hoa nhập ngoại được các cửa hàng tại đây bày bán nhiều nhất phải kể đến là hoa lan. Đây cũng là mặt hàng được các cửa hàng tập trung nhập vào dịp Tết vì đáp ứng được xu hướng của người chơi. Năm nay là chuyên là về hồ điệp, một chậu có thể ghép là ba mấy cây, 100 cây chẳng hạn để tặng cho các cơ quan rồi các cái đó để đón xuân, để cho nếu mà tặng cho gia đình đó để gia đình sung túc vui xuân đó, để đem lại hạnh phúc cho mọi người. Hoa lan được các cửa hàng nhập khẩu cho Tết năm nay chủ yếu là lan hồ điệp và địa lan. So với các loại hoa lan trong nước, các chủ cửa hàng cho biết các loại lan này thường có độ bền cao hơn, có thể chơi được từ 2 đến 3 tháng. Giá cả các loại lan năm nay cũng không biến động nhiều so với năm trước. Giá cả thì năm nay nó cũng trung bình, nó từ Đài Loan nhập về chỉ có 220 một nhánh thôi. Nếu mà ghép chậu 10 nhánh thì nó khoảng trung bình nó khoảng 2 triệu. Ngoài hoa lan, thần tài cũng là loại cây cảnh nhập ngoại đặc trưng của phố hoa Thành Thái. Tại đây có hẳn các cửa hàng chỉ chuyên kinh doanh loại hoa này. Thần tài được các cửa hàng nhập nguyên cây từ Đài Loan, Trung Quốc, sau đó sáng tạo các cách cắm, tạo hình riêng, mang nhiều ý nghĩa tốt lành cho năm mới như vinh hoa phú quý, thuận buồm xuôi gió, phát tài phát lộc. Độc đáo nhất trong tạo hình với loại cây này trong năm nay là thần tài xoắn. Theo các chủ cửa hàng, để có được hình dáng xoắn như thế này, các cây này được uống nắng ngay từ khi còn nhỏ. Thần tài xoắn không chỉ mới lạ về hình dáng, mà còn mang đến ý nghĩa sum vầy, tụ họp, xoắn suýt của gia đình trong ngày Tết. Cửa hàng này còn thiết kế hẳn một bàn thờ gia tiên truyền thống trong Tết của người Việt với cây thần tài. Đại diện cửa hàng cũng cho biết thần tài nhập từ Đài Loan nhưng khá phù hợp với khí hậu Việt Nam, rất dễ chăm sóc và có thể chơi được rất lâu. Đặc biệt, mặt hàng này năm nay giá tương đối ổn định, dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng. Mặt hàng nhập mình bán ở đây, tôi bán ở đây là không có biến động giá. Ngày thường hoặc là ngày Tết cũng như vậy, cũng như nhau, giá cả không biến động. Nói chung là mặt hàng này bán lâu năm rồi, cho nên là dân bà con ở đây cũng quen thuộc với mặt hàng này rồi. Nếu các loại hoa cây cảnh lớn được các cửa hàng tại đây chăm chút nhiều hơn cho ngày Tết, thì ngày thường đến với phố hoa ngoại nhập này, khách chơi cũng dễ dàng tìm thấy nhiều loại hoa cây cảnh nhập ngoại khác, thích hợp cho việc trang trí ban công hay trưng bày trên các sân thượng nhỏ hẹp để tạo khoảng xanh cho ngôi nhà như trầu bà Thái, cây vạn đồng tiền hay đỗ quyên Trung Quốc. Đặc biệt, thị trường năm nay có thêm loại cây không khí là loại cây sống không cần đất và nước, giá từ 300 đến 350 ngàn đồng một cây. Cây treo ngược cũng là mặt hàng khá độc đáo, đang được bày bán khá nhiều trên đường Thành Thái. Các loại cây chơi theo phong cách treo ngược này chủ yếu là cây cảnh lá như phát tài, đuôi công, trạng nguyên. Theo các chủ cửa hàng, cây treo ngược chỉ khác với cây trồng thông thường ở thiết kế của chậu. Việc sinh trưởng khi trồng ngược hoàn toàn bình thường, cây có xu hướng vươn lên nên tạo hình dáng độc đáo khi trồng lâu. Cái phong cách treo hoa ngược như vậy thì khách hàng rất là ưa chuộng. Đối với cái hoa này thì nó cũng không khác với loại hoa bình thường. Trong cái chậu này nó sẽ có đất và có nước. Và dưới này là nó có màn trắng là khi mà chơi hoa treo ở trên bàn ăn thì nó sẽ không để cho đất rớt xuống bàn ăn của mình. Theo các chủ cửa hàng trên phố hoa Thành Thái, thời điểm cận Tết, các mặt hàng hoa nhập ngoại sẽ còn về nhiều và giới chơi hoa có thể thỏa sức chọn lựa cho mình những mặt hàng ưng ý để trưng trong dịp Tết năm nay. Thông tin vừa rồi cũng vừa kết thúc phần 2 của bản tin trong nước. Tiếp theo sau sẽ là phần cuối cùng với những nội dung chính. Nhà mạng cho rằng khó xử lý các thuê bao phát tán tin nhắn rác. Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt mô hình trường học xanh đầu tiên.